Cuộc đời giáo chủ Mahavira, năm thứ sáu trong đời tu khổ hạnh. Cách quý vị làm hôm nay tốt hơn. Bằng không tất cả đều như thế này. Bên phải nhiều hơn. Quý vị khỏe chứ? Da khỏe. Chào mọi người đều ở đây. Để tôi xem ai không có đây. Lại là hai chúng ta nữa sao? Có phải chỉ có hai chúng ta là hai tu sĩ kỳ lạ không? Tôi trông giống tu sĩ không? Dạ có. À, cảm ơn quý vị. Ai mà không muốn làm tu sĩ giống vậy? Ngồi ghế một mình và không phải dùng chung với người khác. Mặc quần áo đẹp và vân vân. Được rồi, để tôi nói quý vị biết một bí mật. Hôm nay thiên đàng khuyên tôi đừng đi ra. Tôi hỏi và họ gửi cho tôi nhiều thông điệp. Tôi không có thời gian nên tôi hỏi thế thì... Thôi, tôi nói tiếng Anh bây giờ. Tôi nghĩ tiếng Anh dễ hơn cho mọi người thông dịch sang tiếng mẹ đẻ của họ. Nhưng tiếng mẹ đẻ dịch sang tiếng Anh có lẽ khó. Họ đã gửi cho tôi rất nhiều thông điệp nên tôi nói được rồi, chỉ cho hôm nay thôi. Nếu không có gì khẩn cấp, chỉ một lần hôm nay thôi. Hôm nay tôi nên làm gì? Các đấng bảo hộ họ chỉ đáp lại số 0. Số 0 nghĩa là chỉ ngủ thôi. Nhưng tôi nghĩ quý vị, một số quý vị từ xa xôi đến đây, và tôi nghĩ tôi muốn ra gặp quý vị. Nếu tôi chết thì chết vì công việc. Như binh sĩ chết khi làm nhiệm vụ, việc kinh hoàng nhưng cũng là công việc. Hy vọng trong tương lai, chúng ta không còn công việc như vậy nữa. Để tất cả người chồng ở nhà với vợ, để tất cả những người cha vui hưởng thời gian với con cái của họ. Mọi người nên làm như vậy. Nếu sinh ra đời, họ nên sống thời gian của họ. Và rồi họ nên ra đi. Khi Thượng Đế bảo vậy, không ai hủy diệt mạng sống của họ lúc thanh xuân. Tôi vừa tiết lộ bí mật như vậy, những gì thiên đàng nói với tôi. Tôi hỏi họ tại sao? Tôi đồng ý với điều họ nói. Số 0, hôm nay không làm việc. Và tôi hỏi họ tại sao họ nói vậy và họ nói với tôi là trích dẫn. Bởi vì nếu quá... Chữ đó là gì nhỉ? Tôi hiếm khi dùng từ này. Họ dùng tiếng Anh cao đẳng, đôi khi khó cho tôi theo kịp. Bởi vì tôi luôn luôn tìm cách dùng tiếng Anh rất đơn giản để trẻ em có thể hiểu. Và những người không học tiếng Anh cũng hiểu được. Ồ, đây không phải là tiếng Anh. Và họ nói với tôi, bởi vì nếu quá xúc động, chữ này từ trước giờ tôi chưa dùng. Họ dùng nhiều từ tiếng Anh, nhắc tôi nhớ rằng có một số từ tiếng Anh khác tồn tại. Họ nói, bởi vì nếu quá xúc động, sư phụ sẽ... Cái gì? Có một số từ, chữ gì đó mà họ dùng những từ tiếng Anh rất hay, nhưng có nghĩa như sức mạnh sẽ bị suy yếu, đại khái vậy. Nhưng họ dùng một từ ngữ rất hay. Bây giờ tôi quên rồi, xin lỗi nha. Đại khái vậy, tương tự như nghĩa đó. Chỉ là họ dùng chữ rất hay, luôn luôn rất chính xác, giỏi hơn tôi. Như những chữ bỏ.
như chữ bỏ, bỏ xuống. Tôi chưa bao giờ dùng tới, tôi không nhớ, nhưng họ dùng. Khi họ gửi cho tôi thông điệp, họ dùng chữ đó. Và đôi khi tôi rất ngạc nhiên. Tôi thắc mắc họ học ở đâu. Có thể Oxford hoặc Harvard. Họ rất giỏi. Một số vị hộ pháp của tôi rất giỏi. Họ gọi họ là người bảo vệ. Họ không nói hộ pháp, mà là người bảo vệ. Luôn luôn trả lời tôi. Người bảo vệ của Ngài. Thực ra họ đến từ Oscar. Tôi có kể quý vị rồi. Cứ hai ngày họ phải đổi hộ pháp. Bởi vì họ không chịu nổi nơi này quá lâu. Họ phải đến bằng một đường ống đặc biệt. Một đường ống để đi xuống, trở về cũng bằng cách tương tự. Và đường ống đó cần phải được cấu tạo đặc biệt. Chỉ dành cho riêng họ để đi lên đi xuống. Không ai có thể đi vào, không ai thậm chí biết đến. Nó trông không giống ống nước hoặc một số loại ống mà chúng ta tưởng tượng ở đây, trên địa cầu. Cho dù tôi không bế quan, họ cũng tìm cách ở bên cạnh. Những người rất tốt, tốt lắm. Họ thật uyên bác. Bậc chúng sinh rất ưu tú. Tôi rất vui khi có họ bên cạnh. Chỉ là đôi khi tôi không có đủ thời gian để tham khảo ý kiến của họ. Họ thấy sự việc rõ hơn tôi bởi vì họ không có tấm chắn vật chất này mà chúng ta cần để bảo vệ mình trong bầu không khí thô tạp này của địa cầu. Họ không cần nó. Họ có áo giáp khác mà tôi không có. Và vì điều đó, họ có thể thấy mọi thứ nhanh hơn tôi. Nếu muốn kiểm tra điều gì đó, tôi phải mất một lúc. Đôi khi tôi không có thời gian, cho nên tôi hỏi họ. Được rồi, chuyện ru ngủ. Đời quý vị sướng thai. Quý vị tu hành khổ hạnh làm sao? Nào là bánh kẹo thuần chay. Nào là chuyện ru ngủ. Ngồi suốt ngày không làm gì cả. Chúng ta may mắn nhiều hơn Đức Mahavira. Nhưng phải có ai đó chịu đựng để chúng ta có thể vui hưởng. Giống như đôi khi người nào đó cần phải lái xe để chúng ta có thể ngồi thư giãn và có lẽ ngủ trên ghế dài. Người nào đó cần phải điều khiển máy bay để chúng ta ngồi trong ghế an toàn, đeo dây an toàn hoặc không, vui hưởng chuyến đi, chuyển bay. Người nào đó phải đổ mồ hôi nấu trong bếp để chúng ta có thể thưởng thức bữa ăn ngon. Người nào đó cần phải làm. Người nào đó cần phải nghiên cứu nhiều, nhiều năm. Và nhớ nhiều, nhiều loại thuốc. Biết cách tiêm thuốc cho đúng. Để quý vị được chữa khỏi an toàn. Và khỏe mạnh trở lại. Công việc của bác sĩ, của y tá dường như rất vẻ vang và mọi người thích họ, thương họ, cảm ơn họ, nhưng họ làm việc khá cực nhọc. Ngày cuối tuần phải làm việc, đêm hôm phải làm việc, trường hợp khẩn cấp phải làm việc bất cứ lúc nào, luân phiên nhau. Nếu họ có đủ nhân viên, thì có lẽ không phải mỗi tuần, nhưng không đủ, thì mỗi hai tuần, và ngay cả ở nhà phải có một máy nhắn tin. Trong trường hợp khẩn cấp, họ cần nhiều bác sĩ hơn. Họ nhắn tín hiệu bíp bíp, thế là bác sĩ phải đi. Có thể mới vừa ăn nửa miếng, bí ngòi, bất cứ miếng gì, phải nhổ ra, đi đánh răng và chà tay của họ bằng bàn chải. Phụ nữ chúng ta không hiểu điều đó, nhưng nữ bác sĩ cũng phải làm giống vậy. Đa số nữ bác sĩ học thêm một số công việc ưu tú, nhưng nếu là bác sĩ phẫu thuật, họ phải chà, rửa tới tận đây và chà bằng bàn chải. Bàn chải rất cứng này. Chúng ta thường dùng tay
cọ rửa từ từ mà còn thoa kem để chăm sóc da. Họ phải cọ rửa như thế này nhiều lần cho tới khi nó có vẻ sạch để giữ vệ sinh, không nhiễm trùng cho bệnh nhân. Mỗi công việc, mọi thứ mà chúng ta vui hưởng trong đời đòi hỏi người khác phải lao động. Vì vậy, chúng ta phải luôn biết ơn. Và bất cứ gì chúng ta có thể làm cho thế giới này không phải như chúng ta hy sinh hay thật sự giúp đỡ một ai. Đó là sự cho đi và nhận lại mà tất cả chúng ta có bổn phận phải làm. Cho nên đừng quá tự hào nếu quý vị làm từ thiện, nếu quý vị đi ra ngoài làm việc tình nguyện nào đó, hoặc bất cứ gì tương tự, quý vị đâu làm cực nhọc đến thế. Đa số chúng ta không làm cực đến vậy, thậm chí đường phố sạch sẽ, bởi vì có người phải quét, phải chăm sóc, và rác của chúng ta biến mất, bởi vì có người phải lấy đi. Và công việc đó trông có vẻ như không nhiều, nhưng nó cũng ẩn chứa một số nguy hiểm. Công việc của người dọn rác được xem là một trong những việc nguy hiểm nhất. Quý vị sẽ ngạc nhiên, bởi vì quý vị không biết có một số hóa chất trong rác hay không, có một số chất nhiễm trùng trong rác, và họ hít vào, họ không luôn đeo khẩu trang. Mặc dù họ nên đeo, họ không luôn đeo găng tay mặc dù họ nên đeo. Quý vị biết đàn ông mà họ hầu như đối xử với bản thân tệ lắm. Quý vị cũng biết nếu có chồng, hoặc nếu có con trai hoặc anh em trai. Phụ nữ chúng ta chăm sóc bản thân tốt hơn. Mùa đông chúng ta thoa kem hoặc gì đó. Chúng ta đeo găng tay, không phải tôi. Nhưng thường thường, chúng ta đeo găng tay để rửa đồ. Tôi thì không, tôi không hề đeo. Thành ra tay của tôi nhăn nheo. Nhưng tôi hãnh diện về điều này, đó nghĩa là làm việc rất nhiều. Bởi vì chó cần được tắm sạch. Và đàn chim trước đây, chúng tôi chăm sóc họ kỹ lắm. Và sau đó tôi luôn luôn rửa tay. Hoặc đôi khi đi ra ngoài, chạm vào cửa và các thứ khác, tôi luôn luôn rửa tay. Sau khi la sàn nhà, tôi rửa tay. Đôi khi tôi lau sàn nhà bằng đôi tay trần, tôi không đeo găng tay. Hiếm khi. Quý vị thì nên, quý vị nên chăm sóc bản thân. Khi còn trẻ, tôi không thật sự chăm sóc bản thân cho tốt. May mắn là chúng ta là người thuần chay, nên dẫu sao, làn da cũng được trẻ hóa và được bảo vệ đến mức độ nào đó. Bằng không, cách mà tôi lái cái xe này, tôi sẽ chết sớm mất, hoặc tối thiểu sẽ không trông như thế này. Tôi không đẹp như khi 20 tuổi, dĩ nhiên rồi, nhưng có lẽ tệ hơn. Nhưng có lẽ tốt hơn nếu tôi không làm quá nhiều việc và làm việc đêm khuya, hoài. Tôi không biết tại sao lại nói nhiều về những chuyện này nhỉ? Cho nên tối thiểu hay chắc chắn đừng làm minh sư, nếu quý vị không cần phải làm việc đêm khuya, không gì cả. Và quý vị cứ trẻ mãi đẹp như thế này, ôi chà. Nhiều đồng tu, họ đã theo tôi 30 mấy năm rồi, nhưng nhìn họ cũng vẫn y như khi tôi gặp họ lần đầu. Tôi luôn luôn ngạc nhiên, nên tôi hỏi họ, quý vị đã làm gì? Quý vị đã ăn gì? Hoặc quý vị đã làm gì khiến bản thân quý vị nhìn trẻ trung như vậy? Họ nói với tôi, con thiền tốt lắm, sư phụ. Vậy tốt. À, các thiên đế nói như vậy đó. Họ nói, Ngài sẽ mất sức mạnh. Đó không phải là một chữ quan trọng, nhưng tôi quên mất. Tôi chỉ muốn trích dẫn cho đúng. Không muốn nuốt chữ của họ, rồi đặt chữ của mình vào, để quý vị sẽ biết tính xác thực. Đôi khi họ dùng những chữ mà tôi mới chỉ nghe một lần trong trường đại học hay gì đó. Tôi không bao giờ dùng chữ đó trong giao tiếp thường nhật với người khác. Nhưng họ dùng chữ đó. Tôi thắc mắc sao họ biết những ngôn ngữ này. Chào ơi, thật không tin được. Thành ra tôi tin tưởng họ bởi vì họ nói chuyện rất uyên thâm, ưu tú.
Và nếu mà nói với tôi, thì chúng có một giọng điệu khác, những từ ngữ khác. Chúng dùng ngôn ngữ thô lỗ rất rõ ràng, rất rõ ràng. Đôi khi quá thô thiển và không nhẹ nhàng. Giọng điệu không lịch sự, từ ngữ không lịch sự. Hầu như rất thô thiển, thô lỗ và có tính cách buộc tội. Không phải như thiên đàng cao hơn, hoặc hộ pháp, người bảo vệ của tôi. Họ nói năng rất nhẹ nhàng, rất có học thức, rất dễ phân biệt. Ai nói với tôi? Truyện kế. Tôi thích truyện, nhưng không phải lúc nào cũng có truyện hay. Truyện này là phần tiếp theo về hành trình khổ hạnh của Đức Mahavira. Đây là năm thứ 6 Ngài tu khổ hạnh. Và đó là tháng Mạc. Ở đây ghi cao điểm của mùa đông. Có thể là khoảng tháng 1, tháng 2. Gió thổi lạnh cắt da, cắt thịt. Một đêm yên tĩnh, trong một khu rừng vắng vẻ, Đức Mahavira đứng thiền. Quý vị có thử đứng thiền chưa? Tôi không khuyên đâu nha. Tôi lo cho sàn nhà. Đùng. Nếu quý vị không có đủ định lực, thì xin đừng thử. Đầu của quý vị dễ sửa, nhưng sàn nhà thì không. Quý vị sẽ phải gọi thợ mộc, thợ xây này nọ, và rồi có thợ sơn, đủ thứ người. Nói giỡn thôi. Đầu của quý vị quý báu, hãy chăm sóc nó, hãy ngồi trên sàn nhà. Đức Phật biết điều đó nên Ngài nói đừng ngồi trên giường cao. Không sao, quý vị có thể ngồi trên giường cao nếu có giường lớn và ngồi ở giữa giường, lỡ như bị ngã. Quý vị sẽ ngã lên nệm và gối mềm mại. Còn không, hãy ngồi trên sàn nhà, đừng quên trải thảm trên sàn nhà, hoặc phủ chăn, hoặc nệm. Nhưng đừng lúc nào cũng ngủ trên sàn nhà. Trời lạnh, không khí lạnh và không khí ẩm ướt có thể không tốt cho thân thể quý vị. Quý vị phải chăm sóc thân thể mình. Lúc đó trời rất lạnh, không biết Ngài xoay sở ra sao, bởi vì Ngài không có quần áo trên người. Một đêm yên tĩnh, trong khu rừng vắng vẻ, Đức Mahavira đứng thiền. Bỗng nhiên, một mụ phù thủy. Quý vị biết phù thủy chứ? Tên là Katabuna đến đó. Nhìn thấy Đức Mahavira thiền sâu, mụ tức giận vô cớ. Họ là phù thủy, họ làm vậy. Họ lúc nào cũng tức giận. Có lẽ họ ăn quá nhiều hành tỏi. Không có gì xảy ra mà không có lý do. Chắc chắn phải có sự thù địch nào từ một kiếp trước. Quý vị biết chứ hả? Hiểu chứ hả? Tiền kiếp có vấn đề với nhau. Bằng cách nào đó, tình cờ hay cố ý, nếu chúng ta có lỗi với ai đó, dù vô tình hay cố ý, chúng ta sẽ gánh chịu hậu quả vào một ngày nào đó, hay các kiếp sống nào đó, hàng trăm năm hoặc hàng ngàn năm sau, nó sẽ kết trái. Không có gì xảy ra mà không có lý do. Chắc chắn phải có sự thù địch nào từ một kiếp trước. Quý vị biết chứ hả? Hiểu chứ hả? Tiền kiếp có vấn đề với nhau. Bằng cách nào đó, tình cờ hay cố ý, nếu chúng ta có lỗi với ai đó, dù vô tình hay cố ý, chúng ta sẽ gánh chịu hậu quả vào một ngày nào đó, hay các kiếp sống nào đó, hàng trăm năm hoặc hàng ngàn năm sau, nó sẽ kết trái. Như Đức Phật nói, Ngài chỉ đá vào đầu một con cá đã chết rồi, chỉ để xem nó đã chết hẳn chưa, và rồi Ngài
bị nhức đầu trong hiện kiếp khi Ngài là Phật, Phật Thích Ca Mâu Ni. Còn nhiều điều khác, sống ở trần gian này chúng ta không thể nào tránh khỏi tạo nghiệp quả. Đó là vấn đề. Nếu quý vị nhớ những chuyện tôi đã đọc về tiền thân của Đức Phật, quý vị sẽ nhớ. Hoặc có lẽ nhiều chuyện tôi chưa kể quý vị nghe. Ngay cả Đức Phật, Ngài đã từng là Phật hằng hà sa số kiếp rồi, trước khi Ngài trở thành Phật Thích Ca Mâu Ni, trước khi Ngài tiếp tục tái sinh trên tinh cầu này để gieo duyên với những chúng sinh khác. Trước đó Ngài đã là Phật rồi. Đó là lời Ngài nói. Và Ngài đã như thế đó. Tuy nhiên, khi Ngài trở lại, khi Ngài tái sinh làm người, Ngài đã phạm nhiều lỗi lầm. Hoặc do hoàn cảnh, bị người khác khiêu khích, hoặc vì hoàn cảnh đưa đẩy Ngài làm điều đó rất rất nhiều lần, và rồi Ngài phải chịu hậu quả trong những kiếp khác. Ngay cả Đức Mahavira, trong những lần tái sinh trước đó, Ngài đã làm gì đó cũng không nhân từ lắm với người nào đó. Có lẽ là với người này, nếu chúng ta nhìn về xa hơn, xa thật xa vào sự hiện hữu của tất cả chúng sinh, chúng ta sẽ có thể thấy rằng có lẽ chúng sinh này đã làm điều gì đó đối với Ngài, và rồi Ngài trong kiếp đó đã làm gì đó chống trả lại họ, bị nghiệp lực không thể tưởng tượng thúc ép, mà mình cũng không cưỡng lại nổi, với tất cả sức mạnh, với tất cả trí huệ, với tất cả kiến thức của mình, với tất cả thiền định đã học và tu tập cùng với đức hạnh, nhưng vẫn phải xuôi theo dòng nghiệp quả. Đúng vậy, nó là sự thật. Có nói đây rằng không có gì xảy ra mà không có lý do. Mặc dù chúng ta không thấy lý do đó, không thấy rõ ràng rằng lý do này khiến cho điều đó xảy ra. Không thấy. Cho nên trong kiếp này, dù chúng ta được thọ tâm ấn, và dù chúng ta thiện rất nhiều, đôi khi vẫn có chuyện xảy ra. Đối với mình, mặc dù đã được giảm phần nào, đã được làm cho suôn sẻ hơn rồi, chúng ta vẫn cần phải lãnh nghiệp. Hiểu chứ? Ngay cả Minh Sư cũng không ngoại lệ. Ngay cả chư Phật cũng không ngoại lệ. Ít nhiều, chúng ta cũng phải trả giá cho những gì mình đã gây ra. Bất kỳ khoản nợ nào mà mình đã tạo ra từ nhiều kiếp trước mà thậm chí mình không nhớ nổi, hoặc thậm chí nhớ được, nhớ hay không, chúng ta vẫn phải trả. Khi ở Tây Ban Nha, tôi không có ai bên cạnh. Tôi thường phải tự đi mua đồ, nấu ăn, dọn dẹp mọi việc. Ngày nọ, tôi đi vào cửa hàng, một cửa hàng Trung Hoa, gần giống như cửa hàng tạp hóa nhỏ. Họ bán đồ dùng hàng ngày. Một cửa hàng Trung Hoa, họ cũng bán quần áo ở đó, như một siêu thị nhỏ bán bất cứ thứ gì. Và tôi đi đến đó, mua thứ gì đó. Tôi đến đó khá thường xuyên, không phải lần đầu, không thường lắm. Nhưng trước đây tôi đã đến đó vài lần, không phải như mỗi ngày. Tôi không ở nơi đó quanh năm suốt tháng, nên cũng ổn. Tôi đi đến đó mua gì đó và rồi, bởi vì phải vội đi nha sĩ, nên tôi quên trả tiền. Tôi cứ bước ra ngoài, lên xe của tôi, chalo. Ý nói, vamos, đi thôi. Sau đó chuyện gì xảy ra? Khi đi về đến nhà, tôi mới nhớ, ôi trời ơi, chưa trả tiền gì hết. Nhưng vì tôi hầu như là khách hàng thường xuyên, trước đây họ đã gặp tôi và tôi rất thân thiện nên họ không nói gì. Tôi cũng không. Tôi về nhà sau đó chợt nghĩ, ấy, chưa trả tiền cho cái này, trời ơi. Lúc đó đã quá muộn rồi. Lập tức vào sáng sớm hôm sau, sáng sớm tôi đến cửa hàng. Tôi xin lỗi. Thực ra chỉ 5 Âu Kim thôi. Nhân chủ cửa hàng cũng cười.
Tôi nói, tôi thật sự xin lỗi, tôi không có ý làm vậy. Hôm qua tôi cứ nghĩ về cái đau tôi phải chịu trên ghế của nhà sĩ, nên tôi sao lãng, quên trả tiền. Chứ tôi không có ý đó, thật vậy, tôi xin lỗi, thật sự không cố ý. Tôi không phải hạng người đó. Chủ cửa hàng nói, tôi biết chứ, ngài là một khách hàng rất tốt, ngài luôn luôn trả tiền, và ngài mua rất nhiều thứ từ chúng tôi trước đây. Nhưng ngài tốt bởi vì chúng tôi có nhiều khách hàng đi vào và không trả tiền và họ không bao giờ quay lại trả. Nên thật tốt là ngài quay lại trả tiền. Nhưng tiền vé xe buýt ở Nga, tôi không bao giờ trả được. Tôi chỉ trả cho người nào khác như tài xế taxi, tặng tiền tip nhiều hơn và nếu tôi mua thứ gì đó trong cửa hàng, tôi đưa thêm tiền, đại khái vậy. Nhưng tiền vé xe buýt, tôi không nghĩ là nhiều lắm. Tôi không biết, có lẽ xe buýt đó nợ tôi gì đó trong các kiếp trước, hoặc tôi là Nga hoàng trước đây. Vì vậy, có lẽ chỉ tự nhiên là tôi không phải trả tiền cho xe chở tôi. Không, tôi không nghĩ vua chúa cần phải trả tiền cho xe chở mình, xe ngựa đó. Nào, chúng ta tiếp tục. Ở đây nói rằng, không có gì xảy ra mà không có lý do. Chắc chắn phải có sự đối kháng nào đó từ kiếp trước nào đó. Ngay khi cảm giác trỗi dậy, Katavutna mất lý trí và để trả thù một việc làm đã quên nào đó, từ tiền kiếp nào đó, mụ bắt đầu hành hạ Đức Mahavira. Mụ hiện ra trong hình thể của một Parijavat khổng lồ và nhìn đáng sợ với bầu tóc dài. Một loại quỷ nào đó, tôi đoán vậy, hoặc như một chúng sinh vất vưởng. Chúng sinh vất vưởng. Parijavat có nghĩa là vất vưởng. Có nghĩa là vất vưởng. Parivrajat với bộ tóc dài đổ đầy nước băng giá vào trong bím tóc. Mụ xịt nước lạnh giá đó lên người Mahavira. Ôi chao, bầu không khí ngập tràn tiếng hú của những cơn gió lạnh lẽo và tiếng cười ma quái của mụ phù thủy. Đó là một cảnh tượng hải hùng. Đức Mahavira đã hoàn toàn thăng lên một cõi giới tâm linh cao hơn, vẫn bất động và bình thản. Quý vị làm được không? Những người gồ ghề. Không, tôi cũng không, tôi chưa thử. Hy vọng không có phù thủy nào đến thử tôi. Chúng thử những thứ khác, nhưng chưa thử thứ này. Xin đừng nha, tôi rất nhỏ người. Tôi nghĩ sẽ không chịu nổi một phút. Sông Hằng thì khác. Tôi nhảy vào rồi nhảy ra, nhảy vào, nhảy ra tùy ý, chứ không ở trong nước lâu. Nhưng dù vậy, những sợi tóc chìa ra đều đóng băng, như những viên đá lạnh. Và thân thể, khi đi dưới nắng, tựa như da mình nở rộ như hoa. Thật tuyệt. Đừng thử nha. Lúc đó, tôi hơi cuồng si Thượng Đế, tôi không nghĩ ngợi nhiều lắm. Phụ nữ trẻ mà đi một mình ở Ấn Độ là mời gọi rắc rối rồi. Đừng nói chi về đủ thứ đó nữa. Đi bộ lên núi và trên những đường mòn nguy hiểm là tuyệt đối không nên. Không, không, vạn lần không nên. Nên cuối cùng mụ phù thủy chấp nhận thất bại. Mụ đảnh lễ dưới chân Đức Suraman Mahavira và rời đi. Do kết quả của sự hòa nhập hoàn toàn vào tự tánh và linh hồn thuần khiết cao cả của Ngài, Đức Mahavira đạt được năng lực trí huệ đặc biệt, có thể nhận thức toàn thể thế gian bất cứ lúc nào. Trong tù, vào năm tu hành thứ sáu của Ngài, thực ra đây là chuyện khác. Vào năm tu hành thứ sáu của Ngài, một ngày nọ, Đức Mahavira đi đến làng Kubiya ở nước Videt, phía đông của Tỳ Xá Ly. Lính canh làng bắt Ngài, cho rằng Ngài là gián điệp, bỏ Ngài vào tù. Lại nữa, trời ơi, họ không có gì khác để làm sao ngoài việc săn tìm tu sĩ khổ hạnh và nhốt tù họ. Trong làng có hai nữ khất sĩ,
Khi hai nữ khất sĩ Phi Giai và Vragat nghe nói có gián điệp cải trang, làm tu sĩ khổ hạnh lõa thể đã bị bắt, nên họ đến để gặp Ngài. Đức Swaman Mahavira bị trói, đang đứng thiền trong tù. Hai nữ khất sĩ nhận ra Ngài và họ rất buồn. Họ đến bên viên quản ngục và nói: các ông tự xưng mình là người bảo vệ của vương quốc và dân chúng, mà các ông lại không phân biệt được kẻ trộm với người dân lương thiện. Các ông không thấy sự khác biệt nào giữa một tu sĩ khổ hạnh và kẻ buôn lậu. Nói các ông biết, các ông đang hành hạ Swaman Vardaman, con trai khổ hạnh của vua Sĩ Đạt Ta đó. Lại nữa, các ông không sợ cơn thịnh nộ của các vị thần sao? Khi biết điều này, mấy người lính rất run sợ. Họ ngay lập tức thả Đức Mahavira ra và cầu xin Ngài tha thứ. Đức Swaman Mahavira chỉ giơ lòng bàn tay lên như một cử chỉ ân xá và trấn an, rồi Ngài rời đi đến một nơi cô tịch khác. Đó là một chuyện ngắn. Cả hai chuyện đều ngắn. Tốt, tốt. Có ai hỏi gì không? Câu hỏi, câu hỏi. Câu hỏi, chuyện kể, chuyện kể. Thể nghiệm tâm linh hoặc không thể nghiệm. Chuyện vui, chuyện buồn, chuyện sầu khổ. Gương mặt nhìn thiểu não. Không à? Tốt lắm. Kính chào sư phụ. Chào. Chào quý đồng tu. Con xin chia sẻ với sư phụ một số thể nghiệm tâm linh của con. Con thọ tâm ấn năm 1989. Đã được 3 thập niên rồi. 3 thập niên. Hơn 3 thập niên. Chúc mừng. Bác vẫn còn ở đây. Sư phụ, cảm ơn sư phụ vô vàn đã cho con cơ hội tìm được bản lai diện mục của mình. Con cảm thấy tu hành giống như tìm một dòng suối trong sa mạc. Con rất mừng là con được biết sư phụ, rồi được thọ tâm ấn. Cuối cùng con cũng tìm được một dòng suối tuyệt vời như vậy trong sa mạc. Dòng suối vô tận. Vì sư phụ bảo rằng chúng con nên tránh tiết lộ thể nghiệm nội tại của mình, nên con không có cơ hội để báo cáo với sư phụ. Hôm nay con có cơ hội này. Nói đi. Con muốn chia sẻ một số thể nghiệm của con. Trong vài năm qua, vào lúc đầu con thể nghiệm của vài năm, như vậy sẽ dài lắm. Con sẽ nói về một số thể nghiệm đơn giản. Được không ạ? Con thọ tâm ấn tại Nghi Lan. Và lúc đó không có nhiều người. Sư phụ đã đích thân truyền tâm ấn. Lúc đầu, con không có thể niệm nào tốt cả. Chỉ một số tiếng hót líu lo mà con dường như đã nghe vào thời thơ ấu. Con không cảm thấy có gì đặc biệt và cũng không thấy ánh sáng thiên đàng nội tại nào. Một người ngoại quốc rất cao, bỗng nhiên chạy mất. Sư phụ đã phái người nào đó kêu anh ta lại và hỏi tại sao anh ta lại bỏ chạy và tìm ra lý do. Trước đây khi anh ấy thiền hoặc tu với người khác, một con quái vật hoặc quỷ khổng lồ luôn luôn xuất hiện. Dù anh ấy rất cao, nhưng cũng không đấu nổi với con quỷ. Sư phụ rất nhỏ người và mảnh khảnh, nên anh nghĩ làm sao ngài có thể chống lại con quỷ. Vì vậy anh ta chạy ra ngoài để bảo vệ sư phụ. Có ai đó tấn công anh ấy, cho nên thể nghiệm nội tại của bác là đúng. Sao thể nghiệm nào cũng đánh nhau hết vậy? Ngay cả nghe âm thanh cũng về đánh đập. Câu chuyện là về người nước ngoài muốn bảo vệ sư phụ, anh ấy thấy trong thể nghiệm nội tại, một chúng sinh Atula khổng lồ hoặc đại khái vậy xuất hiện. Người nước ngoài ấy lo lắng rằng nó có thể hại sư phụ, vì vậy anh chạy nhanh ra ngoài. Trước khi tâm ấn, sư huynh ngoại quốc đó thường đánh nhau với người có nợ nần trước kia của anh ta, và sư huynh này luôn bị thua. Trong lúc tâm ấn, anh lại thấy thể nghiệm này. Sư huynh ngoại quốc lo lắng rằng chúng sinh Atula khổng lồ và hung dữ này có thể hại sư phụ, vì vậy anh ta chạy mất. Anh ta bỏ chạy để thắng trong trận đánh với chúng sinh này.
Anh ấy lo lắng rằng chúng sinh Atula này có thể hại sư phụ. Bởi vì anh ấy thấy sư phụ rất nhỏ người. Khi biết chuyện, sư phụ đã phái người đem anh ấy về lại. Dạ, đúng vậy. Đúng, đúng. Đó là chuyện đã xảy ra. Đúng vậy. Đúng không? Sư phụ nói, tôi không biết ai bảo vệ ai. Thôi, không sao. Thiện ý sẽ mang cho anh ấy phước lành và công đức. Đây là một câu chuyện ngắn. Thể nghiệm chính mà con xin kể là bình thường. Khi chúng con thiền quán âm thanh thiền nào nội tại, thân thể có thể đau nhức và cảm thấy đau, không chịu nổi. Và vì vậy, chúng con nhanh chóng đổi sang tư thế khác. Tôi cần phiên dịch. Bác ấy nói, bình thường, khi bác thiền quán âm thanh, đôi khi cảm thấy đau nhức khắp thân thể. Và lúc đó bác ấy đổi tư thế. Và rồi liên tục thay đổi tư thế, nên con không có thể niệm tốt. Ý bác ấy nói là khi thiền quán âm thanh thiền nào nội tại, đôi khi bác ấy cảm thấy rất khó chịu và đau nhức khắp thân thể, nên bác ấy không thể ngồi yên và liên tục thay đổi tư thế. Như vậy bác ấy không thể thiền tốt âm thanh thiền nào nội tại. Đây cũng là một dạng thể nghiệm không mong muốn. Đây là thể nghiệm mà con muốn kể lần nọ. Tâm trạng con không được tốt, rất chán chường. Lúc đó, con cãi nhau với bà xã. Khoan, khoan đã. Tôi muốn biết tại sao thân thể bác đau nhất. Dĩ nhiên bác ngồi vậy thì đau nhất rồi, không có gì cả. Cái đó gọi là gì? Đệm lót à? Nếu thời tiết lạnh hoặc ở trong phòng máy lạnh thì thân thể bác sẽ bị đau nhất. Có ai trong số quý vị không có thông dịch sang tiếng Anh, giơ tay lên, họ sẽ đưa cho quý vị. Chúng ta có rất nhiều thiết bị nghe. Người Hoa họ kể vài chuyện cười. Quý vị nên cười. Pháp quán âm của chúng ta bao gồm yoga cười. Đó là phần thưởng thêm. Quý vị không cần phải trả gì hết. Như 2 tiếng rưỡi, ăn chay, thuần chay, điều đó không cần cho yoga cười. Quý vị chỉ việc cười thôi. Nói đi. Lần đó con cãi nhau với bà xã, nên con không được vui lắm. Cãi nhau lỗi của bà xã hay của bác? Ai bắt đầu trước? Đó cũng là lỗi của con, nhưng hôm đó chúng con lái xe ra ngoài và rồi về nhà rất buồn bực sau khi cãi nhau. Vợ con đi vô nhà, con còn nằm trong xe. Thiền quán âm thanh thiền nào là tại. Con nghĩ dù sao đi nữa, vì tâm trạng của mình không vui thì thiền quán âm nhất định có thể cải thiện hoàn cảnh. Rồi con cứ thiền quán âm thanh thiền nào là tại trong xe không biết bao lâu, có lẽ vài tiếng, rồi thân thể con lại cảm thấy đau nhức. Thể nghiệm thiền âm thanh thiền nào nội tại của con không được tốt lắm. Con chỉ nghe âm thanh thiền nào nội tại như là tiếng hải triều âm. Được, sau khi bác cãi nhau với vợ thì sao? Con cứ thiền quán âm thanh ở trong xe rất lâu. Và rồi thân thể con bắt đầu bị đau nhức. Sau một lúc lâu cơn đau nhức bắt đầu. Dĩ nhiên rồi. Rồi con nghĩ cứ lờ cái đau nhức đi, cùng lắm thì chết thôi. Nên cơn đau này không quan trọng. Con chịu đựng và tiếp tục. Khi kiên trì, con cảm thấy không tệ lắm. Rồi con bắt đầu cảm nhận một năng lượng rất mạnh tại lưng xa góc chạy lên lưng. Và rồi âm thanh thiên đàng nội tại chạy vút lên tai con. Quý vị có hiểu bác ấy nói không? Khoan đã, để người nào đó dịch. Bác ấy nói sau khi họ cãi nhau, vợ bác đi vô nhà, còn bác ở trong xe thiền quán âm thanh thiền nào nội tại. Trong lúc thiền, vì đau nhức và phải, nên bác ấy bực bội và nổi nóng. Khi bác kiên trì, thì có một luồng lực lượng xuất hiện từ lưng xa góc. Rồi sao? Khi lực lượng này từ lưng xa góc chạy vút lên ở trong lưng, đến tai con, nó phát ra tiếng phạm âm thiền nào nội tại thật và tiếng hải triều âm, âm thanh rất lớn. Tần số chấn động vô cùng nhanh, lập tức âm thanh chạy vút ra từ đỉnh đầu con. Nó như là một vụ nổ lớn và nổ ra từ sọ đầu của con. Sau đó, âm thanh thiên nhà nội tại biến mất. Im phăng phắc, không có âm thanh gì cả. Khi con nói lại thì nghe quá chậm. Nhưng lúc đó như là tức khắc. Và rồi lạ thật, tại sao có người tấu nhạc trên đỉnh đầu mình nhỉ? Loại nhạc cụ gì?
Dạ sáu. Tiếng sáu, được. Con thắc mắc tại sao có người nào đó trên đầu con, rồi bỗng nhiên con nhớ lại. Đây là tiếng sáo mà sư phụ đề cập. Khi con lắng nghe âm nhạc, trời ơi, toàn thân con tê dại và rất dễ chịu. Tôi biết, bác ấy nghe tiếng sáo thiên đàng nội tại. Rồi sao nữa? Bác ấy nói lực lượng chạy vút từ luân xa gốc đến tai và rồi phát ra một âm thanh rất lớn. Tôi biết đầu tiên không có âm thanh thiên đàng nội tại, rồi bác ấy nghe tiếng sáo, sau đó lực lượng chạy vút ra khỏi đến đầu rất mạnh như một tiếng nổ. Rồi bỗng nhiên, nó im phăng phắc. Sau đó bác ấy nghe như có người thổi sáo trên đầu. Thổi sáo, à, bác ấy nghe tiếng sáo, được. Rồi con cảm thấy rất dễ chịu khi lắng nghe tiếng sáo và thưởng thức nó. Cuối cùng con hoàn toàn quên mất thời gian. Nó trở thành một loại nhạc cụ, nhạc hòa tấu concerto của sáo tre thổi với nhau. Rất lớn tiếng, nó trở thành một dàn nhạc, vân vân. Có các nhạc cụ khác nhau phải không? Vâng. Ồ, hay quá, miễn phí hả? Tất cả đều miễn phí. Vâng, bình thường con chỉ nghe âm thanh đơn điệu hơn. Bác nghe âm thanh thế nào là tại gì? Nhưng lần này nó khác hơn trước đây. Bình thường bác ấy chỉ nghe âm đơn. Âm đơn. Lúc đó bác ấy nghe tiếng sáo thiên đàng nội tại chuyển thành bản hòa tấu concerto, nhiều nhạc cụ do nhiều người tấu. Thế thì có tiến bộ, có lẽ là nhờ cả nhau. Rồi con cảm thấy trên bầu trời có nhiều điểm ánh sáng màu vàng kim rất sáng. Rất nhiều điểm. Rồi, khi tỉnh dậy con cảm thấy rất tự tại và khoan khoái. Lúc trên xe bước xuống dường như con cảm thấy nhẹ bỏng. Chúc mừng. Cái cảm giác như người Hoa miêu tả, không uống mà say. Hả? Bác ấy nói khi tỉnh dậy, bác cảm thấy rất khoan khoái, cảm thấy người nhẹ nhõm như thể không uống mà ngây ngất. Đúng rồi, chúc mừng. Còn nữa hả? Thành ra sư phụ nói rằng, chúng ta không nên tiết lộ thể nghiệm bên trong của mình cho người khác. Nói tiếp đi. Khi vô nhà, vợ con cũng là đồng tu nói với con, lạ nhỉ, ông này vừa mới gây lộn với mình mà, và trong buồn bực, mà bây giờ lại cười tít mắt. Vợ con biết chắc con hẳn phải có thay đổi nào đó hay thể nghiệm nào đó. Vợ con có hỏi con, rồi con nói, anh không được kể thể nghiệm này cho ai hết. Không được nói. Tôi biết cái này tôi hiểu. Có thể hiểu được một chút bác ấy nói gì, thật là dễ chịu. Lúc đó vợ con vẫn không muốn đi yên cho con mà cứ bám theo con. Rồi vợ bác làm gì? Vợ con hỏi, sau đó vợ bác đối đãi với bác tốt hơn phải không? Rồi vợ con nói, anh không cần phải nói, chỉ cần gật đầu là được rồi. Bằng không? Vợ bác ấy cứ hỏi cho bằng được. Hỏi cho bằng được, rồi sao nữa? Bởi vì bác ấy về nhà với một tâm trạng rất vui. À, rất vui. Vợ bác ấy biết nhất định có gì đó đã xảy ra, nên vợ bác cứ hỏi bác ấy không được kể thể nghiệm bên trong của mình. Thì vợ bác nói, em chỉ hỏi thì anh gật đầu thôi. Thế bác làm gì? Vợ bác ấy hỏi mà đúng, thì có lẽ bác ấy gật đầu. Sư huynh không cần phải kể thể nghiệm thực tế của mình ra. Sư tỷ nói anh không cần phải kể. Khi em hỏi mà đúng thì anh gật đầu là được rồi. Vậy thì cũng giống như kể rồi. Con không thể nói không, nên con tiết lộ thể nghiệm của mình, sau đó con không có thể nghiệm tốt như vậy nữa. Bác chỉ cần nói thể nghiệm rất tốt là được rồi. Con không có cách nào. Sao không có cách nào? Thể nghiệm mất rồi. Con không có cách nào. Được rồi. Thành ra người ta mới gọi là thái thái. Vợ bác là thái thái, bà cao nhất, nên bác không thể không nói. Các ông chồng chỉ là tiên sinh mà thôi. Còn vợ là bà cao nhất. Một thái không đủ. Vợ là thái thái gấp đôi, bà cao nhất. Thành ra nhiều ông chồng mới sợ vợ. Lý do là vậy. Tôi không biết tại sao. Có thể quý vị sinh ra là như vậy. Còn gì nữa không? Không, cảm ơn. Còn bốn cái nữa hả? Nó xảy ra hơn 20 năm về trước. Hơn 20 năm. Bác muốn nói gì không? Vợ bác có đây không? Dạ, không sao. Cô ấy biết điều đó. Cô ấy đã làm cho bác nói rồi. Cô ấy đã biết rồi. Thôi, quên đi. Bác còn muốn nói không? Bởi vì nếu không, bác sẽ ngứa ngáy.
Thôi được, kể chúng tôi nghe. Vì vợ bác đã biết rồi thì tôi không thể biết sao. Tuy nhiên có một số thể nghiệm mà con chưa nói, vì lúc đó vợ con ép con mới nói. Vợ con hỏi, anh nghe cái này hay cái kia phải không? Con chỉ gật đầu thôi. Bây giờ cảm thấy ngượng hả? Mặc dù vào ngày tâm ấn con không có thể nghiệm nào, nhưng sau khi về nhà và tắm rửa, con đi thiền ngay. Con muốn kiểm tra coi có ánh sáng hay âm thanh thiền nào nội tại nào không. Rốt cuộc cũng không có âm thanh gì. Tuy nhiên ngay khi con thiền, con lập tức thấy sư phụ bên trong. Ai? Bác hay là vợ bác thấy? Sư phụ bên trong à? Ai thấy? Dạ con thấy. Là bác thấy đó. Nhưng ngài không mặc y phục như bây giờ. Lúc đó ngài mặc y phục như Phật sống tế công. Sư phụ mỉm cười thế này, một kiểu mỉm cười đặc biệt. Kiểu mỉm cười đó, ý bác nói kiểu mỉm cười đặc biệt là sao? Sao là đặc biệt? Bác ấy nếu bác thấy sư phụ bên trong à, trong hình dáng Phật tế công, bà hiện ra với tế công, hiện ra như tế công, như ngài tế công. Sư phụ bên trong hiện ra như tế công, hiện ra và mỉm cười như tế công, và có đôi mắt như cười giống như mắt sư phụ, vẫn là nụ cười đó, và với đôi mắt chớp chớp. Sư phụ bên trong nói chào. Do đó cuối cùng sau tâm ấn con cũng có chút thể nghiệm. Vậy bác biết rồi, tốt. Và rồi không lâu sau đó, còn nữa hả? Không lâu sau đó khi chớp mắt ngủ, con nằm trên giường và đi vào nhập định. Lúc đó con cảm thấy rất lạ, con ngủ một mình, nhưng sao nó trở thành hai người đang thiền. Nó trở thành hai người đang thiền đột nhiên như vậy. Thêm một người nữa. Bác ấy ngủ, nhưng rồi bác ấy cảm thấy lúc đầu bác ấy ngủ một mình, rồi sao nó trở thành hai người đang thiền. Hiểu rồi. Lúc đó tâm trí con không tập trung lắm. Đầu con cảm thấy bị tê. Rồi con tỉnh dậy. Có thế thôi. Có thế thôi. Nhưng dần dần con có hết thể nghiệm này tới thể nghiệm kia. Trước đây khi sư phụ thuyết pháp, chúng con có làm hậu pháp ở đó. Hôm đó trời mưa và không thể nào thấy mặt trăng. Rồi sau buổi thuyết pháp, con đi về nhà. Con ráng ngủ trên giường nhưng không chợp mắt được. Con cứ nhìn chăm chú lên trần nhà. Rồi bỗng nhiên con có một cảm giác lạ. Con cảm thấy như thân thể con đang lơ lửng trong không trung. Thân thể con lơ lửng khắp nơi, đụng vào giường mà không thấy đau. Rồi nó đụng vào trần nhà và rồi bay bổng lên trời. Trời đang mưa nhưng tại sao lại bỗng nhiên không có mưa? Chỉ có mình con nằm ở đó. Rồi con thấy mặt trăng rất sáng, lấp lánh với ánh sáng vàng kim. Cảm ơn nhiều. Ta nghe không hiểu mấy nhưng dù sao cũng cảm ơn nhiều. Dù sao mọi người đều vui. Chúng ta cần phải đi, bởi vì họ cần phải về nhà. Còn tôi đi chợ, bởi vì tôi đã chờ khá lâu. Tôi chờ chợ bên ngoài một thời gian lâu, đợi họ sẵn sàng mở bán. Tôi hối thúc họ, nói tại sao quý vị chưa có chỗ sẵn sàng cho người bán hàng để họ buôn bán. Rồi tuần trước chợ mở cửa, tuần trước tôi không có thời giờ, hôm nay tôi muốn đi chợ và chào mấy người bán hàng. Nhưng đừng theo tôi đến đó nha, bởi vì nó sẽ gây ùn tắc giao thông. Chợ nhỏ mà, hiểu không? Vâng ạ, tôi sẽ đi bộ quanh đó và trở lại tầng trệt. Rồi sẽ đi ăn. Họ chuẩn bị bữa ăn cho sư phụ mỗi ngày. Sáng hôm nay, họ đã mang cho tôi bữa điểm tâm, sáng nào họ cũng mang tới. Nhưng vào Chủ nhật, tôi không thường có thời gian để ăn. Tôi sẽ đi ăn tối lát nữa. Hôm nay tôi ăn tối với một số người làm việc. Rồi nhân viên ở MTV sẽ đứng cạnh hồi họp và chảy nước miếng. Nếu thức ăn còn thì quý vị ăn, không thì thôi nhé.
Tất cả quý vị là người cũ, có người nào mới đến hôm nay không? Có ai không? Không à? Tôi không nói hôm nay, nhưng tuần này. Không, nếu quý vị đều đến từ tuần trước, vừa mới đến, chúng tôi vẫn sẽ đi quanh để xem có ai không. Đẹp lão. Vừa mới đến, người mới đến. Chào. Cảm ơn quý vị. Chào mọi người, kính chào sư phụ. Người mới đến, giơ tay lên. Không có ai, đều là người cũ. Cẩn thận. Tôi không phải là tài xế giỏi. Bác nhìn giống y hệt như trước đây. Già chỉ già hơn. Không già chút nào. Tôi biết bác ấy 30 năm trước rồi. Hơn 30 năm đúng không? Như một đứa trẻ. Hôm nay sư phụ trang điểm đẹp quá, sư phụ ơi. Cảm ơn. Sư phụ đeo kính đẹp quá. Tôi đeo kính tại cái mắt nó mẫn cảm. Cảm ơn quý vị. Bảo vệ đôi mắt một chút. Như vậy có thấy được tôi không? Hay là đi bộ tốt hơn? Cảm ơn quý vị, cảm ơn quý vị, cảm ơn quý vị. Cẩn thận. Tôi thích đi bộ hơn. Việt Nam hả? Tại sao giờ không biết liền hả? Mới qua hả? Qua tuần trước gặp rồi hả? Anh gặp lại lần nữa hả? Nhiều quá không? Nhiều quá không? Có người nào mới qua không? Mới qua hả? Bữa nay hả? Tuần trước không có qua hả? Dạ, qua thứ sáu hả? Dạ. À, tức là mới anh hả? Dạ, mới hả? Dạ. Sư phụ thật đẹp. Thật đẹp. Cảm ơn quý vị. Cảm ơn quý vị. Quý vị mới đẹp đó. Trẻ và đẹp. Ở đâu vậy? Toàn quốc qua hết hả? Từ Nam tới Bắc. Kính chúc sư phụ sức khỏe thật dồi dào. Cảm ơn. Dạ. Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi. Cảm ơn sư phụ. Sài Gòn ơi. Cảm ơn sư phụ. Biết bà đó không? Không, không biết. Cùng chân trên bên khi chiều nắng chưa phai. Từ xa khắp thoáng muôn tà áo tung bay. Phố xa thênh thang đón chân tôi đến chung vui. Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi, Sài Gòn ơi. La 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 la. Tôi nghĩ quý vị rất đẹp trong y phục đó. Cảm ơn sư phụ. Đầy màu sắc. Nhìn đầy màu sắc thật đẹp. Và tôn nghiêm. Có thích không? Dạ thích.
À, nó thoải mái như vậy. Được rồi, tạm biệt. Xin tạm biệt Ngài.